Hello mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với Hello Hào và chương trình Vừa Lột Vừa Ăn. Nói dễ như vậy thôi, tại vì Hào mới mua một trái mít ở Costco. Thì các bạn biết đó, ở bên này mà thấy được những cái trái này mà nó rẻ đó thì rất là ham. Tại vì các bạn biết trái này chỉ có 12 đồng thôi. Nếu như bạn mua một trái mít ở chợ Việt Nam đó, hay là cái chợ châu Á đó, thì cái trái mít nó bự như vậy nè, mà tới khoảng 50 mấy đồng lận. Hào trong đời Hào là đây là lần thứ hai mà Hào mở một trái mít, nên là cái tập ngày hôm nay sẽ về mukbang, mà mình sẽ vừa mở trái mít này mình vừa ăn luôn nhé. Còn cái này là cái mạt của cái trái mít này nè, thì nó nói là 100% là bảo đảm, và cái trái mít này nó đến từ California. Để họ đọc nha. Rồi nó còn ghi luôn á là cái này nó sẽ ăn cái vị như thế nào. Nó nói là sweet with hints of mango, banana and melon, ripe when fragrant, slightly soft and maybe also golden brown, có nghĩa là ngọt với lại một chút mùi của xoài, chuối và dưa, và nó sẽ chín khi mà nó rất là thơm, hoặc là nó thể một chút là mềm, có thể là màu nâu nâu trong cái muối mít. Thì cái này nó thơm lắm rồi, khi mà Hào mua về là nó đã thơm rồi, để hôm nay là ngày thứ hai thì nó lại thơm hơn nữa. Thì bây giờ mình sẽ mở ha. Mà một mình Hào thì không có ăn được hết cái này, tại vì các bạn biết đó là thứ nhất là nóng và thứ hai là đang giảm cân rất là mập. Nhưng mà các bạn nói về cái việc giảm cân thì các bạn có để ý là hôm nay Hào cái mặt gọn gọn đi chút xíu, là tại vì bữa giờ đó là Hào tập thể dục rất là cực nhọc, nên là cố gắng thôi để hết cái dịch này còn đi làm, đi học lại và có thể đi tập lại nữa. Ok, bây giờ mình sẽ làm bôi cái dầu lên cái con dao này nha. Các bạn biết đó, như nãy Hào nói đó, đây là cái lần thứ hai mà Hào mổ, Hào lột mít đó các bạn. Thì để coi chứ bên này nó làm sao nha. Wow. Trời, ngon lắm các bạn ơi. Từ từ nha. Nhìn nè, từ bữa đến giờ đó là Hào cũng muốn làm YouTube lắm, ngoài là làm mix it up ra Hào cũng không có biết làm cái gì. Tại vì nếu như mà các bạn biết á thì phải là shit. Oh fuck. Oops. Có đeo hai cái bao tay quá. Nếu như các bạn biết á là vẫn còn ở nhà, Hào vẫn ngồi ở nhà, đâu có đi ra đường đâu. Mình có đi á là đi biển nè, nhưng mà sự là muốn quay cho các bạn coi là những cuộc sống như thế nào, làm những cái video nó gần gũi hơn. Nhưng mà thật sự là cũng không có biết là làm cái gì, tại vì suốt ngày ở nhà không có đi đâu đâu. Rồi hôm qua nói chuyện với một đứa em thì em ấy rất là dễ thương, rất là ủng hộ Hào làm YouTube. Nói là mukbang đi. Rồi cứ nhớ là mình mới, bà mẹ nó, mới mua trái mít nè. Thế là bây giờ mình sẽ làm chương trình vừa lột vừa ăn. Ngon lắm, ngon nhắm, ngon nhắm. Nhắm. Chùi cái này. Mà nói thiệt với các bạn là nhìn như vậy thôi cũng chẳng có biết là đang làm cái gì luôn á. Họ nhớ lần trước á là cách đây cũng mấy năm, họ lột một trái mít á mà nó rất là bự. Chắc dày quá. Yeah. Như là phải cắt cái cùi đó phải không? Mà ai mà nếu mà có chuyên nghiệp về cái vụ này ấy, nó mà làm sai thì các bạn nhớ là ghi comment lại nhé. À chưa hết đó là trời nó rất là nóng luôn đó các bạn. Mùa hè ở bên này là lên tới bây giờ là 70 mấy độ, nhưng mà ở trong nhà là nóng khủng khiếp. Nên là các bạn thấy là họ đổ mồ hôi. Mở máy lạnh, nhưng mà mở máy lạnh thì nó ồn lắm. Tại vì cái máy lạnh của Hà là máy lạnh đứng. Thế mà mở rất là ồn. Wow, so yummy. Kể đi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ thấm dầu tiếp. Thử nhé. Con dao này rất là bén, là một trong những con dao mà họ mới mua cho một cái bộ dao mới. Coi. Hồi đó đó, hồi nhỏ
vô hụt mít nè, không chừng mốt hộp một là hồi nữa mình cái để dành lại luộc, luộc mình ăn xong cái là mắc luôn á. Mít đặc là mắc, đúng không? Anyway, đây là mít của Cali. Các bạn nhớ là hồi nhỏ đến nếu mà các bạn có đi mua mít hay là ăn với ba mẹ đó không? Ồ, đổ. Thì mẹ Hào nói là Hào thích rất là thích ăn cái sơ mít nè. Tại vì nó không có chín ngọt lắm, nó ngọt nhưng mà nó ngọt ngọt, nó giòn giòn. Đây là muối mít đầu tiên. Bây giờ sẽ thử nhé. Rất là thơm. Rồi nổi da gà luôn. Wow. Trời, ngon lắm. Ngon lắm. Y như chịu bình trần. Ngon lắm các bạn ơi. Giống như là mít Việt Nam mình hay nói là mít nghệ á, nhưng mà nó không có nghệ lắm, nhưng mà rất là ngon. Wow, rất là ngon luôn á. Lâu rồi mới ăn như vậy. Mà các bạn biết á, là mít ở bên này á rất là mắc. Mà mít mà được xẻ ra mà bán á, là người ta dù như người ta xẻ ra ha, nửa trái ha, có người chỗ xẻ ra lấy luôn cái cùi, thì làm còn cái muối thôi thì sẽ lại mắc hơn nữa. Một muối á, một muối nhỏ thế này thôi, bên này bán là khoảng 6-7 đồng á là mắc đó các bạn. Hồi nhớ đó, có lần Hào đi Houston, Texas đó các bạn, là mít ở dưới ha, trái cây ở dưới rẻ lắm, không có bao nhiêu hết á, mà rẻ lắm, ăn đã luôn. Nhưng mà do là có thể là ở trên Hào là xa hơn với lại ở dưới, nên là giá thành để mà vận chuyển nó mắc hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái trái này đúng là đáng đồng tiền. Mua trong Costco. Các bạn nhớ là những cái tập trước họ nói Costco, Costco là cái nơi mà họ không bao giờ thích đi hết á. Nhưng mà lâu lâu vô chổng á thì có những cái trái cây nó rẻ, hoặc là giấy vệ sinh thì rẻ, chỉ có vậy thôi. Những chợ còn lại không có gì rẻ hết á. Đi vô Costco, mỗi lần đi vô Costco là tốn mấy trăm đồng. Rất là ngon quá. Ngon quá. Trời đã quá. Giờ thì mình sẽ tâm sự cái chuyện bữa giờ ha. Như là các bạn đã thấy là cái video trước Hào có nói đó là tình hình dịch bệnh thì vẫn chưa xong này nọ mọi thứ, nói chung là không có muốn nói lại. Nhưng mà để mà làm YouTube nữa thì Hào chắc sẽ làm. Nhưng mà bạn biết không Hào, nếu mà bạn để ý thì những cái tập YouTube của họ thường nó sẽ có những cái chủ đề rất là serious, có nghĩa là rất là nghiêm túc. Họ muốn làm những cái tập mà ví dụ như là cởi mở gần gũi hơn thì cũng muốn như vậy. Nhưng mà thật sự là để mà làm một cái để mà chia sẻ với các bạn về cuộc sống hàng ngày, mà bây giờ dịch như vậy thì cuộc sống hàng ngày cũng không có gì luôn á. Phải chi mà hết dịch đó mình đi học đi làm lại được có thì vui hơn. Hôm bữa đó là các bạn, nếu mà các bạn thấy Hào hơi đen đen á, là hôm bữa Hào đi biển. Thì bên này á thì được đi biển rồi. Ngon quá. Thật ra hôm bữa Hào nói đó là phase 2 đó các bạn. Thì là được ra khỏi nhà rồi. Rồi được hội họp khoảng 5 người thôi là maximum, không có được nhiều hơn như vậy. Nên là Hào với bạn Hào đi biển thì ba đứa đi biển, ngồi ngoài biển chơi vậy đó, phơi nắng vậy đó. Bên nghĩ như nè, nhất là cái chỗ họ ở đó, người ta thích đi biển vào mùa hè lắm, hoặc là đi phơi nắng, đi ra park, nghĩa là ra công viên đó các bạn. Không, cái sơ mít ngói trời. Tại vì như các bạn biết á, thì cái nơi Hào ở á là chỉ có 3 tháng là có nắng thôi, còn lại á là 6 tháng là không có nắng, cho nên á toàn là mưa thôi nữa. Cho nên á là mọi người rất là thích đi ra khỏi nhà và
chỉ đây đi đó của gia đình. Vào trong mùa hè, với cái mùa hè là cái mùa mà ở bên này đó, người ta đi ra đường nhiều lắm, rất là nhiều. Rồi ví dụ như đi leo núi nè, hay hôm nào họ đi hiking, họ quay lại cho các bạn coi. Hay đi tắm biển, nhờ biển bên này á không có tắm được, tại vì rất là lạnh, cái nước biển rất là lạnh, chứ không phải như bên Việt Nam mình hay là những cái nơi như là Florida hay là California thì biển ở đấy rất là lạnh, tại vì cái nơi họ ở thì gần với Canada, là các bạn biết là nói chung là lạnh lắm. Bởi vậy, nhưng mà mùa dịch như vậy nè mà đi ra biển á mà cũng vui lắm, tại vì người là phải ngồi xa nhau các bạn đúng không? Nhưng thật sự bên này tụi nó, tụi mấy đứa trẻ trẻ nó cũng không có quan trọng cho lắm á, nhưng mà mình đi thì mình đi sớm, tới lúc mà đi về mà tới lúc mà khi mà họ đi á khoảng noon là 12 giờ. Sorry, vừa ăn vừa nói, tại chương trình vừa lột vừa ăn mà đúng không, các bạn bỏ qua. Nên á là ra ngoài ngồi khoảng 2-3 tiếng là đủ đen như mọi rồi, thì khoảng nuôi ha, ra khoảng đi ra ngoài, nhưng mà thật sự họ đi 1 giờ không ra tới biển. Từ nhà hàng mà chạy ra biển á khoảng 10 phút, 15 phút chạy xe, họ chạy xe thì chạy ra ngoài, cái xong cái ngồi đó phơi khoảng 2-3 tiếng gì đó, cái đem rượu nè, đem snack hoặc là đem quý, rồi đem quý đâu biết quý đâu, quý là cần á, cần xa đó, thì bên ban hào là legalize cần quý, có nghĩa là cho sử dụng quý nhưng mà không có được hút ở ở ngoài ngoài con nơi công cộng thôi. Nhưng mà thật sự là tụi nó cũng hút y xèo, không có, tại vì bên Mỹ một cái á, là không có phải mà ai mà cứ chạy lại mà bắt bạn hay là xét giấy tờ của bạn, hay là trừ khi mà bạn làm cái việc mà phạm pháp hay là làm những cái chuyện như là vượt đèn đỏ hay sao mà bị cảnh sát mà pull over đó, thì bạn mới sợ. Bởi vậy mà tại sao mà nếu những cái người mà đi qua Mỹ mà họ không có giấy tờ mà họ vẫn ở Mỹ được á, là vì họ chỉ cần không có làm gì phạm pháp thôi, họ sẽ sống cuộc sống rất là bình yên và yên ổn. Cho nên á là những cái chuyện dù mà đem rượu á, thì cái chuyện mà đem rượu ra ngoài biển hay là nơi công cộng á, thì cái ban của họ á là không có được nha các bạn. Nếu như các bạn biết á là Washington State, là cái nơi họ ở, Washington State Seattle đó, là có rất là cái luật á, rất là nghiêm cấm, không được hút chích hoặc là uống rượu, uống bia. Ví dụ mà bạn ra đường mà bạn cầm một lon bia, cầm một ly rượu á, thì bạn sẽ bị bắt, phạt rất là nặng. Những cái nơi khác á, bởi vậy nước Mỹ á, là tại sao gọi là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ hoặc là liên bang, là tại vì những cái bang nó sẽ có một cái luật lệ khác nhau. Cho nên là cái bang của Hào mà các bạn mà bị bắt về mấy cái chuyện đó là bị phạt nặng lắm. Bởi vậy mình phải cẩn thận, mặc dù mình chơi thì chơi nhưng mà vẫn phải rất là cẩn thận. Ok, xong 1/4. Bây giờ mình sẽ đi đến 1/4 tiếp theo. Trở lại cái chuyện làm YouTube đi. Lý do mà tại sao mà các bạn thấy mà những cái topic, là những cái vấn đề mà họ nói đó, nó rất là serious, có nghĩa là sao tao quên rồi, nghiêm trọng. Không phải là nghiêm trọng, nhưng mà tại vì họ thấy bây giờ các bạn trẻ hoặc là mọi người thích những cái vấn đề về giải lao, hay là không phải giải lao vấn đề về giải trí, hay là vui vui sầm sàm á, thì thực sự là họ cũng thích vậy. Đúng là nó sẽ attract, nghĩa là cuốn hút người coi hơn các bạn ạ. Thì điều đó là điều hiển nhiên thôi. Nhưng mà đối với Hào, nghĩ khi mà Hào làm YouTube, Hào muốn đem những cái vấn đề mà thực sự là nó hơi quan trọng chút xíu, tại vì Hào nghĩ là nếu như mọi người ở bên đó đã làm, mọi người khác, những người khác đã làm những cái chuyện hề hước rồi, thì khi nào mà bạn cần những cái gì nó thực tế một chút xíu, nó phản ánh được những cái tình trạng, những cái nội dung hoặc là những cái vấn đề mà không ai muốn nói đến, hay là không ai mà ít khi nào mà nói đến, thì các bạn sẽ thấy được trong cái kênh YouTube của Hào. Nhưng mà
một phần khó để mà làm cái việc đó là tại vì Hào là một YouTuber mới mà không có ai biết Hào là ai, nên mà để Hào làm được những cái chuyện như vậy mà nói để mà người ta xem hết một cái video 10 phút á, nó rất là khó. Cho nên là mình học phải làm những cái gì mà nó đơn giản hoặc là nó dễ và nó gần gũi hơn thì người ta sẽ coi mình hơn, người ta biết mình, người ta coi mình hơn. Nhưng bây giờ thì cũng trở lại cái vấn đề hồi nãy là bây giờ cuộc sống của Hào như thế này, các bạn mở mắt ra ở trong nhà không à. Có nếu mà đi chợ thì cũng đi chợ, Hào cũng đã quay cho các bạn đi chợ rồi, Hào cũng đã quay cho các bạn coi Hào một ngày của Hào như thế nào rồi. Bây giờ chỉ còn cái chuyện là đi làm và đi học thôi, mà bây giờ đâu có đi đâu làm, mà bây giờ cũng không đi học được luôn. Nên bây giờ quay gì giờ? Hơn là họ còn được cái vụ mà mix it up là pha cocktail là họ còn làm được. Ngon quá. Bởi vậy Hào mới đầu tư. Các bạn biết là cái liquor là cái rượu mạnh mà Hào mua về để mà làm mix it up á, trời nhiều tiền lắm luôn á. Nhưng mà thầm nghĩ á là thời gian này á mình không có đi ăn ngoài, mình không có đi chơi, mình không có làm gì hết, nên thôi mình đầu tư cái đó để có cái gì thì mình cũng có cái để làm trên YouTube. Và Hào biết là các bạn ở trên YouTube mà follow Hào đó, các bạn cũng follow Hào là tại vì các bạn muốn coi mix up, các bạn muốn nghe thêm những cái gì mà Hào nói về cocktail và những cái điều mà Hào muốn chia sẻ. Hào cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mà các bạn phải để comment lại. Không có thấy comment sao không có hứng làm các bạn ơi. Rồi có bạn mà hỏi về Facebook và Instagram của Hào á. Ngon quá. Thì Hào sẽ để tập này Hào sẽ để lại cho các bạn để các bạn có thể liên lạc hay là những câu hỏi về mix it up theo đó. Nhưng mà thật sự đó, khi mà làm YouTube á, Hào không có muốn nói làm sao ta? Không có muốn dính Instagram với Facebook vào. Hào rất là khác với những cái anh chị và các bạn YouTuber khác là họ sẽ link Instagram và Facebook. Hào chỉ muốn nó khác biệt chút xíu tại vì Hào cảm giác như là Instagram và Facebook là một cái cuộc sống riêng của mình. Ok, YouTube là một cái cuộc sống riêng của mình, nên là Hào không có muốn dính như vậy. Nhưng mà Hào nghĩ là nếu mà tại vì hôm trước có bạn đó hỏi bạn muốn chat với Hào về một cái vấn đề Hào không biết, nhưng mà bạn thì không tìm được Facebook của Hào, còn bạn đó thì lại không có Instagram, còn Hào thì không có Zalo, cuối cùng còn không đi đến đâu. Mà các bạn để ý á là Hào trả lời hết những cái tin nhắn hay là những cái thắc mắc của bạn về ở trên cái channel của Hào. Nên là các bạn mà có ý kiến gì á, các bạn cứ mạnh dạn mà để nha. Còn một phần nữa đó là hiện tại đó thì Hào mới làm mà chỉ có 800 mấy follower thôi, nên là chưa có cái vụ mà anti fan đó các bạn. Hào không dám nói mình có fan nha, nhưng mà các bạn hiểu là những cái người mà sẽ comment xấu này nọ đó thì hiện tại Hào chưa có đến cái mức mà popular đó, nên là sẽ không có, chưa có thôi, không biết là có hay không. Anyway, nhưng mà nên là cái channel của Hào nó hiện tại rất là positive. Nó rất là rất là có người like, có chưa có người dislike, chưa có những cái comment chửi rủa hay là mắng nhiếc, thì tới lúc đó thì mình sẽ biết thôi. Nhưng mà thật sự á, cái channel này á là làm để chia sẻ, và hy vọng á, nếu mà ai mà có những cái gì mà không đồng ý, những ý kiến khác nhau á, thì chúng ta nên xây dựng một cách văn minh các bạn ạ. Tại vì Internet là cái mà giống như là cái trò chúng ta có thể chơi, cái trò mà ném đá dấu tay gì đó. Nhưng mà đừng có làm vậy, tại vì Hào cảm thấy là những cái hiện tại cái phong trào mà ở Mỹ gọi là verbal abuse hoặc là cyber bullying. Hào sẽ để chữ chạy cho các bạn coi nhé, các bạn sẽ hiểu. Verbal abuse có nghĩa là chỉ cần dùng lời nói thôi mình cũng có thể làm người khác tổn thương, mặc dù là cái lời nói của bạn nó không có làm đau hay làm
hại người khác, nhưng mà những cái lời nói đó lại vô tình làm tổn thương người khác, được gọi là verbal abuse. Cyber bully có nghĩa là bắt nạt. Cyber bully, cyber có nghĩa là internet đó các bạn, là trên mạng internet, có nghĩa là bắt nạt trên internet. Thì bằng những cái lời nói như vậy thì họ có suy nghĩ làm những cái tập về cyber bully với lại verbal abuse đó, tại vì họ thấy đâu cái tình trạng đang rất là diễn ra, mà hình như là người mình tham gia rất là nhiều mà không có ai nhận ra rằng những cái lời nói khiếm nhã đó có thể làm đau người khác. Nếu các bạn có coi á thì chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên á, chị vừa làm một cái tập về như vậy mà phải dành cho nghệ sĩ. Còn cái mà họ đang nói á là dành cho những người như chúng ta nè, những cái bạn mà YouTuber nổi tiếng. Hay là lần trước có là có một cái bạn chuyển giới đi hát đó, rồi bị người ta chửi quá trời luôn, mà trong khi người ta xinh như vậy, người ta vậy đâu có ai làm gì ai đâu, mà lại dở những cái lời nó đắng cay như vậy, đâu có lợi ích gì cho nhau đúng không ạ? Đâu có đem lại được một đồng tiền bát gạo. Ví dụ mình nói thẳng là kiểu người Việt Nam của mình là như vậy, không lợi ích gì nữa đó. Mà cảm thấy như là ở Việt Nam mình thì có cái cuộc sống nó chậm hơn là ở bên này. Ở bên này như là các bạn những tập trước thì nói là cuộc sống nó vội lắm. Bạn mở mắt ra một ngày á, bạn đi làm đi học, cái lúc bạn đi về đó là bạn đã mệt lắm rồi, bạn phải thở nhiều lắm rồi, bạn không có thời gian đâu mà bạn giống như là xỉa xói móc méo hay là bàn tán nói xấu về ai đó. Nếu mà mình tránh, mình giảm được cái chuyện mà nghiệp tụ dành môi á các bạn, thì nên tránh nha. Nếu mà nhìn một cái sự việc nó một hướng tích cực, một hướng là tìm mỗi một chuyện, mỗi một con người sẽ có một cái điểm tốt, thì ở trong đó đó mình tìm được cái điểm tốt của họ. Các bạn nhớ hôm bữa là than mập quá trời đúng không? Thì bây giờ họ đã gọn chút xíu, từ bữa giờ không có dám nhảy lên cái cân, tại vì giống như là tự đánh lừa mình vậy các bạn. Nhưng mà biết là họ ớn chút xíu, nên á bạn nào mà muốn học bí quyết làm sao để mà ớn giảm cân á, bạn nhớ để lại những comment cho Hào nhé. Ngon quá má ơi. Các bạn biết làm YouTube chắc cũng được, hay làm cái vlog này là cái kiểu cái dạng mà vlog này là cũng được 4 tháng nữa các bạn, từ cái ngày mà dịch đến bây giờ đó là cũng game cũng được rất là nhiều follower luôn á. Mà các bạn biết á là làm YouTube á, mà bây giờ mình nói rồi mình làm mà bây giờ mình không làm á, thì cũng giống như là một cái goal, hay nói cái goal là cái mục tiêu và cái mục đích của mình muốn hướng tới đó, vì không làm thì uổng quá. Ok, vậy nha. Chương trình mất ban vừa lột vừa ăn, chuyện về trái mít đến đây đã hết. Nếu như các bạn yêu thích cái kênh YouTube này, các bạn nhớ là like, subscribe và để lại những comment cho Hào nha. Hào sẽ gặp lại tất cả các bạn ở chủ nhật này với một món cocktail mới. Hào chưa biết là cocktail gì thôi. Enjoy đi. Tùy hướng lúc đó sẽ làm. Coi muốn coi cocktail gì. Đôi khi mình muốn mọi thứ nó perfect, nó tuyệt vời, nó hoàn hảo quá thì cũng được. Mà cảm giác này làm cái này nãy giờ ngồi dấp á, cứ tới dấp lui nó mới vui. Mà chắc mai mốt là cứ nói chuyện tự nhiên về để dấp thôi, không có cần cắt xén gì hết, thì các bạn sẽ thật sự là chắc là thấy Hào rất là xàm và rất là hùng. Ok, bye. Bye.